Em review đi chợ nha các bạn. Đây là gà tết son nè các bạn. Gà tết son cỡ này mắc lắm các bạn. Một bó gà tết son 32 nghìn. Bó thằng ký, không biết nửa ký không nữa. Một bó 32 nghìn mắc. Đi mua mít tiên các bạn. Cái chai Nivea này đang mua nha, 4 mấy nghìn. Thầy quá đơn rồi. Lăn khử mùi Nivea 47.900 và 8 mấy bộ và giảm 4 mấy 900. Mấy cái mùi hôm nay đặt phẩm cho các bạn coi. Cũng ok lắm á. Đang thử mùi cũng ok. Tiếp theo là sữa chua 20.000 các bạn. Tiếp theo là hát chua miêu 20.400. Tiếp theo là sữa Nutimil dinh dưỡng 6.000. Sữa Nutimil dinh dưỡng 6.000 một bịch, 2 bịch 12. Thế là mì xào tiểu nhị. Thịt 6.600 một bịch, 3.300 một bịch. Hai gói là 6.600. Mì hả 100, lâu quá chậm ăn thì 200. 2.900. Tiếp tục với các bạn. Thịt cóc lớp heo 25.800. Thịt cóc lớp heo 25.800. 3 miếng thịt cóc lớp heo 25.800. Đúng như vậy. Thế là kim chi 2 kim chi cỡ hả 300g 24.000. Như hả 300g 24.000. Thế hay là pizza ngũ vị đặc biệt. Pizza đóng gói sẵn 29.000 hộp. Là bởi bạn khi nào mình ăn mình lấy ra kiểu như rõ ngăn đông để coi rõ bản ăn gì. Là bỏ bản ăn ngăn đông rồi khi nào xào thì mình gã đông bánh lên nhiệt độ thường thời gian 20 phút rồi xong áp chảo hoặc là dùng lò nướng là ăn được. Tiếp theo là đây là chả cá thái lát các bạn. Chả cá thái lát bay sao nguyên 14.200. Rồi đây là thầy đã học em mua dí luôn các bạn. Mua dí ở nhà sách. Dí này 4.000. Dí này 4.000 nữa chứ chị 4.000 với mực 4.000. Mực le xôi ớt viện gì đó. Thêm cái này là cái đồ đựng cho mấy dân. Đây là cuốn sổ lịch nữa. Rồi này 4.000 nữa. Nè, hai cái sổ mỗi sổ 7.500. 7.500. Cái này không biết nhiêu. Em coi giá thôi. Cuốn sổ lịch đó hả? Lịch túi 2.000. Bao chứng minh trong 2.500 các bạn. 2.500 đến 3.000 đi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem dùm để các bạn ủng hộ kênh của Lớp Nhiêu. Bye bye.